Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm bữa không có chia sẻ cái đầu duỗi, nhưng mà cái đầu đó là tóc nhộm nên nó hơi khó một chút xíu. Hôm nay Hồng kiếm được cái đầu nguyên thủy luôn mọi người ơi. Thì cái tóc nguyên thủy mình nhìn dễ biết lắm. Nè, Hồng sẽ kéo thử cho mọi người xem. Nó rất là dai, cứng. Đó. Kéo không giãn. Độ đanh, độ dai. Đó. Rất là cứng, rất là dai. Và cái thứ hai, và nó sẽ không thấm nước. Nó không thấm nước nha mọi người. Đó, khi tóc ướt vậy mình sấy rất là nhanh khô. Và khi mình xịt nước vô, nước nó hay bị trôi ra. Đối với những cái tóc tự nhiên, tại vì sao nó trôi? Vì biểu bì nó khép lại. Biểu bì khép lại đồng nghĩa với việc gì? Nó bảo vệ sợi tóc. Khi tóc yếu là biểu bì nó sẽ rụng đi và nó dựng lên. Thì bây giờ Hồng sẽ tiến hành sấy khô. Rồi đối với tóc tự nhiên này mình duỗi rất là dễ. Tại sao Hồng nói dễ? Vì mình bôi một loại thuốc thôi, từ trên xuống dưới luôn. Hồng đang cầm camera quay đó mọi người. Khi thấy sấy khô các bạn nên sấy đó với các bạn mới vào nghề thì mình sấy, mình lắc máy sấy lên nha, đừng có để một chỗ nóng với đầu khách hàng. Thì ở đây Hùng sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái máy xéo. Thì chúng ta lấy cái hình tam giác, thì tam giác có thể mình lấy sâu vô hoặc là lấy ít lại. Thì để lượt cắt, Hùng sẽ cắt bỏ một phần dài quá bỏ trước. Thì khách muốn cắt máy xéo, Hùng sẽ để cây lược vô, Hùng sẽ hướng dẫn các bạn hai cách cắt nha. Để cây lược vô, đặt cây lược xéo, bắt đầu dùng cái thực cắt răng cưa cắt. Đó, thả xuống nó có cái khuôn xéo nhưng mà vẫn còn hơi gì? Hơi dày. Nếu muốn chúng ta cho nó mỏng thì chúng ta tỉa đầu ngọn, rồi cái đấy là cái khuôn. Cái thứ hai, chúng ta muốn ra cái khuôn xéo mà có so le luôn thì chúng ta đẩy lên, đảo hướng qua bên trái, bên phải, cắt, đem tóc, mái tóc từ bên trái đem qua bên phải cắt. Cái này gọi là đảo hướng. Khi đảo hướng về bên phải thì bên trái nó sẽ dài hơn. Đó, thả ra. Rồi chúng ta muốn mỏng cái phần ngọn thì chúng ta gì? Dùng cái thực cắt tỉa đầu ngọn. Đó, nhẹ nhàng, đừng có để bị lủng thì nó sẽ mỏng đi. Hoặc là chúng ta sợ nữa thì chúng ta sử dụng kéo tỉa. Nên khi tỉa tóc nữ thì chúng ta nên sử dụng kéo tỉa ít tóc. Kéo tỉa nó rất nhiều loại, thì bữa sau Hùng sẽ làm một video về hướng dẫn về kéo cho mọi người. Đây là thuốc duỗi khỏe, kem duỗi dành cho tóc khỏe ha. Lưu ý nó có tiếng Việt, được sản xuất của thương liệu của Đức. Chúng ta nặng vào chén thuốc. Thì khi duỗi tóc chúng ta phải có cọ, có chén và có thuốc duỗi. Rồi ta tiến hành bắt đầu vào thuốc duỗi. Ta bắt đầu vào thuốc duỗi. Thì các bạn lưu ý cho Hùng, khi mình vô thuốc duỗi đừng cho vô da đầu. Nhiều bạn cứ quên đập thẳng thuốc duỗi vô da đầu, hiện tượng như xảy ra. Nhiều bạn còn đưa vô máy hấp nữa. Tuyệt đối khi bôi thuốc duỗi xong không đưa vào máy hấp nha. Đưa vào máy hấp là tảng tàng tan ra là bị đứt tóc, gãy tóc. Chúng ta bôi từ chân xuống ngọn, cách da đầu 1 cm. Tóc này tóc tự nhiên nên sẽ bôi từ trên xuống dưới luôn, rất dễ. Khi nào mà tóc mà 2-3 đoạn nó sẽ khó hơn. Tóc 2-3 đoạn là tóc như hôm trước đó, Hùng có làm một cái clip. Nhưng hôm nay là Hùng làm cái clip này để cho các bạn coi, bạn mà chưa duỗi lần nào đó thì coi cái đầu này sẽ biết duỗi, tại vì nó rất là đơn giản. Như đang giỡn vậy đó.
Đó. Thấy bạn này xăm tay đẹp mọi người. Thì khi bôi thuốc nha, để cái tay cứng lên, một tay cầm tóc cứng, bên đây là cái cọ tán qua tán lại, tán qua tán lại chải. Đắp thuốc vô tóc này hơi bị dài, rũ ra rất đẹp, mấy cái tóc này rũ ra đẹp lắm. Nó dài, nó nặng sợi tóc, làm cho tóc mình rất là thẳng nha mọi người. Đối với tóc tự nhiên như thế này, mọi người cứ bôi và quăng đó cho hùng 30 phút, 40 phút, 50 phút cũng được. Vì sao lại như vậy? Vì nó chưa trải qua hóa chất lần nào nên nó còn rất là khỏe. Sau thời gian mình để thời gian khoảng 30-40 phút mình thử. Mà thử tóc dụi nó sẽ khác với thử tóc uống. Tóc uống chúng ta chỉ cần đạt 70%, tóc dụi chúng ta phải đạt tới 100%. Nếu mà tóc mình thử tóc uống đạt 100% thì khi uống ta đi ít xương lại và đi xương to hơn. Còn đối với tóc dụi, khi các bạn đạt nhiệt độ giãn 100%, các bạn kẹp nhiệt độ 160 nó cũng thẳng, 170 nó cũng thẳng. Các bạn hình dung được chưa? Kẹp nhẹ thôi một cái là nó thẳng, có nghĩa là tóc đã tới thuốc. Đó, Hùng kéo nè, thả nè, kéo nè. Là thấy tóc có gì? Bị mềm hóa rồi. Tóc nó giãn, nó có độ giãn. Hồi nãy ban đầu thử cứng ngắc đúng không mọi người? Khúc đầu mới dám thử. Đó, xong vuốt thẳng ra nè, co lên nè, đó nó gãy 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 như vậy á, là tóc đã đạt rồi đó mọi người. Đạt đối với khúc trên thôi, bây giờ mình phải thử luôn khúc dưới. Đây là cái cách để cho mọi người cảm nhận trước, mai mốt Hùng sẽ hướng dẫn các bạn thử nhiều cách nữa, còn rất là nhiều cách thử, ba bốn cách thử nữa. Nhưng mà Hùng muốn cho các bạn cảm nhận trước, các bạn phải cầm tóc kéo như thế này mình biết được cái độ giãn của nó. Đó, kéo. Mình còn cảm giác là nặng nặng tay hay là nhẹ tay. Những cái tóc nào mà cầm khoảng 5 đến 10 sợi tóc mà thử tóc dụi á, kéo nhẹ cái nó thẳng là dụi rất là dễ thẳng, nhưng tóc này gẹp 160, 170 cũng thẳng nữa thì nó tới thuốc rồi mọi người. Lưu ý khi mình kẹp mình phải thử nhiệt độ thấp trước, 160 trước. Ví dụ chưa thẳng mình tăng lên. Làm sao mình biết chưa thẳng? Mình rờ vô cái ngọn, mà cái ngọn vẫn mướt mà nó không thẳng, cái ngọn nó hơi quụp 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 thì chúng ta phải tăng nhiệt độ lên. Khi nào chúng ta thấy bị quá nhiệt, khi chúng ta kẹp và chúng ta rờ một cái ngọn, nếu cái ngọn nó sần là quá nhiệt. Các bạn lưu ý khi kẹp nâng góc độ lên 90, thì nâng lên 90 nó mới kẹp sát da đầu được. Tại sao Hùng lại dùng cái lược gỗ? Cái lược gỗ này nó kéo những cái tóc con trong sát chân tóc ra, và cái lược to như vậy dành để duỗi tóc rất là thẳng nha. Cái kẹp bản to như thế này chúng ta nên bắt lớp mỏng kẹp thôi, đừng có bắt dày quá. Bắt lớp mỏng kẹp mấy lần là thẳng nha mọi người, đừng có kẹp đi kẹp lại mười mấy hai chục lần khô mất nước hết. Rồi sau khi mình kẹp hết nguyên đầu, mọi người thấy cái tóc không? Nó bóng, ta nói nó bóng gì đâu mà bóng dữ. Đó. Vì sao nó bóng? Vì nó mềm quá tới nhiệt độ đúng. Hai cái đó là chủ yếu, máy kẹp chúng ta phải khít nữa. Rồi sau khi ta kẹp xong thì chúng ta tiến hành dập 15 phút. Thuốc dập định hình. Thuốc dập nó hai loại nha mọi người, dập đặc là dành cho tóc duỗi, dập lỏng là dành cho tóc uống hoặc là bấm bính, bấm phồng chân tóc chúng ta dập duỗi ha. Còn khi chúng ta dập đặc như thế này thì chúng ta là dành cho dập duỗi. Lúc này nó đang định hình. Thuốc dập có chức năng làm gì? Thuốc duỗi chức năng làm gì? Thuốc dập có chức năng định hình tóc, nối lại các liên kết tóc đã bị đứt trong tóc. Thì sau khi dập mình để 15 phút, sau đó mình xả bằng dầu hấp ra, mình sấy khô, các bạn thấy không? Nếu trong lúc này mình sấy khô ra tóc nó thẳng bóng như vậy thì về nhà khách hàng gội đầu nó sẽ thẳng bóng như vậy luôn. Còn nếu mà trong lúc chúng ta dập ra rồi, chúng ta sấy khô mà nó không thẳng là về gội đầu, cho dù mình có kẹp lại một lần nữa, gội đầu nó cũng không gì, cũng không thẳng. Đó, gội đầu ra sấy khô như vậy là tóc rất là bóng mướt. Vì sao nó lại bóng mướt? Không, nhắc lại, vì nó đạt độ mềm quá và nhiệt độ kẹp đúng thì tóc sẽ bóng mướt, với lại tóc này là tóc tự nhiên. Ok, chúc tất cả các bạn thành công.
Mọi người xem xong nhớ like, share comment, nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất của Hùng nha. Bye bye.